Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là mốc sử vàng trong lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc ta. Điện Biên Phủ không những là bản anh hùng ca về sự đoàn kết, chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta, mà còn là bản anh hùng ca về nghệ thuật quân sự tài tình và sáng suốt của Đảng ta, đã tạo ra sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 68 năm trôi qua, những bài học quý báu về phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn có giá trị trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Nava hạ quyết tâm xây dựng Điện Biên Phủ, thành lập một tập đoàn cứ điểm mạnh và quyết định tiếp nhận giao chiến với quân chủ lực của Việt Minh ở Tây Bắc, lấy căn cứ thung lũng Điện Biên Phủ làm trung tâm. Ngày 5 tháng 12 năm 1953, các đơn vị đồn trú ở Điện Biên Phủ được chuyển thành binh đoàn tác chiến Tây Bắc. Ngày 7 tháng 12 năm 1953, Nava quyết định rút toàn bộ quân lính ở Lai Châu về tăng cường cho Điện Biên Phủ. Trước tình hình đó, Tổng quân ủy ta nhận định địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản có lợi cho ta và chủ trương giữ địch ở lại Điện Biên Phủ và ta có thể đánh địch ở Điện Biên Phủ. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị họp nghe Tổng quân ủy báo cáo quyết tâm và phương án tác chiến. Sau khi phân tích kỹ tình hình địch, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và phương án tác chiến của Tổng quân ủy. Chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho bộ đội chủ lực các mặt trận nhanh chóng bước vào tiến công địch. Các đại đoàn chủ lực được lệnh tiến công lên Tây Bắc. Diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt và bắt sống hơn 2.000 tên địch, phá hủy 25 máy bay, xóa sổ một trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh, Pi Đốt. Tư lệnh pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ đã dùng lựu đạn tự sát vì bất lực trước pháo binh của ta. Giai đoạn 2, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm, thắt chặt vòng vây, chia cắt, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. Đây là đợt tiến công dai dẳng, dai ngay nhất, quyết liệt nhất, gay go nhất. Ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Đặc biệt là tại đồi A1, ta và địch giằng co nhau tới 30 ngày dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu An, trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316. Đồng chí đã chỉ huy trung đoàn tấn công và đặt quả bộc phá 1 tấn thuốc nổ phá tung hầm ngầm, diệt gọn một tiểu đoàn Âu Phi. Sau đợt tấn công thứ hai, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tấn công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào. Đến 24 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh. Vào chiến dịch Điện Biên, anh em tôi được nhiệm vụ chiến đấu chỉ có đào hầm, rồi tải đạn, rồi đưa thương binh ra vào và bắn nhau với địch ấy. Là bây giờ là cái rơm rạ mà ta cứ bó thành cuốn lại thành khúc ấy. Là cứ đi đâu đẩy cái bó đi đâu thì là chiến đấu, nếu trong kia nó bắn ra thì nó bắn vào cái nùn này thôi, nó không vào người. Thì chiến đấu mấy tháng giờ chỉ có liên tục có thế, một thực hiện lời của bác, chỉ có chiến đấu, chỉ có một mất một còn chứ không bao giờ bỏ cuộc. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay,
thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch. Trực tiếp đưa đến việc ký kết hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới." Đối với chúng tôi là những thế hệ đi sau, thì qua sử sách và qua những nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp tham gia chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, để tỏ lòng biết ơn những cái thế hệ đi trước, hàng năm những ngày lễ, ngày Tết là chúng tôi là phối hợp với các ban ngành đoàn thể của cấp ủy chính quyền các cấp là tổ chức thăm hỏi, động viên các những người mà đã trực tiếp tham gia kháng chiến để bày tỏ cái lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. Chiến thắng ấy đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Để góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, đã có nhiều tấm gương anh dũng trong chiến đấu, được bạn bè thế giới ngưỡng mộ, vinh danh. Trong số đó có danh tướng Nguyễn Hữu An, người con của quê hương Ninh Bình, đã chỉ huy trung đoàn 174, sư đoàn 316, ba lần tấn công đồi A1 và đạt quả bộc phá một tấn thuốc nổ, phá tung hầm ngầm, diệt gọn một tiểu đoàn Âu Phi, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày ấy. Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Trương Hán Siêu thân mến. Chào mừng các em đã tới thăm Bảo tàng Ninh Bình ngày hôm nay. Các em ạ, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, quê hương Ninh Bình yêu dấu của chúng ta đã có hàng ngàn những người con kiên dũng, hy sinh, không tiếc máu xương để lên đường nhập ngũ, thực hiện cái nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc. Và trong số đó thì có những người đã xuất sắc trở thành những cái vị tướng lĩnh tài ba trong quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong số đó thì không thể không kể đến danh tướng Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Hiện nay thì Bảo tàng Ninh Bình đang vinh dự được trưng bày tượng của đồng chí ở tầng 2 của bảo tàng. Thì sau đây cô sẽ dẫn các bạn học sinh chúng ta sẽ lên đó để tham quan và tìm hiểu rõ hơn về thân thế cũng như sự nghiệp của Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Xin mời các em. Các em thân mến, đây chính là vị trí đặt tượng của Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Sau đây thì cô xin chia sẻ một đôi điều về thân thế cũng như sự nghiệp của Thượng tướng. Thượng tướng Nguyễn Hữu An sinh năm 1926, mất năm 1995, quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình của chúng ta. Thượng tướng Nguyễn Hữu An chính là người đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mệnh danh là vị tướng trận mạc. Thượng tướng Nguyễn Hữu An tham gia cách mạng từ năm 1945 và đã trưởng thành ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã trực tiếp chỉ huy những trận đánh nổi tiếng như là trận đánh ở đèo Bông Lau hay là Lũng Phầy năm 1949, trận đánh mở đầu của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 ở đồn Đông Khê và nhiều trận đánh khác. Đặc biệt trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thì Thượng tướng Nguyễn Hữu An lúc đó chính là một trong những cái vị chỉ huy trẻ nhất
của mặt trận Điện Biên, lúc đó mới 28 tuổi, trung đoàn trưởng của trung đoàn 174, đại đoàn 316 đã 3 lần chỉ huy trung đoàn tấn công vào đồi A1. Và sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì trung đoàn 174 dưới sự chỉ huy của thượng tướng Nguyễn Hữu An thì đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm đồi A1 và mở đường để tấn công vào cánh đồng Mường Thanh và để kết thúc cái chiến dịch Điện Biên Phủ lúc bấy giờ. Và trong trận đánh này thì thượng tướng Hữu An chính là người đã chỉ huy cho kích nổ khối bộc phá 1.000 kg để phá tan nát đồi A1 lúc bấy giờ. Đặc biệt thì trong cái chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 thì lúc này với cái vai trò là tư lệnh của quân đoàn 2 thì thượng tướng Nguyễn Hữu An đã chỉ huy quân đoàn lần lượt giải phóng các tỉnh đó là Quảng Trị và thành phố Huế. Sau đó thì cùng với các cái lực lượng vũ trang của quân khu 5 đã chiến đấu trong 3 ngày đêm liên tục, đánh bại khoảng 10 vạn tên lính của quân chủ lực cơ động ở Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Và sau đó thì đã chỉ huy quân đoàn hành quân khoảng 1.000 km vào để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi mà đã đánh bại cái phòng tuyến từ xa của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Phan Giang chỉ trong vòng 24 giờ. Và trong cái trận quyết chiến cuối cùng giải phóng Sài Gòn, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Nguyễn Hữu An đã là một trong 5 cánh quân đầu tiên cắm cái ngọn cờ đỏ ở trên nóc Dinh Độc Lập và bắt gọn chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và sau chiến tranh thì ông được giao giữ nhiều trọng trách trong quân đội Việt Nam như là Phó Tổng Thanh tra Quân đội, Giám đốc Học viện Lục quân, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ông được phong hàm Thượng tướng năm 1986 và được trao tặng nhiều huân huy chương cao quý và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2014. Các em ạ, cái bức tượng của Thượng tướng Nguyễn Hữu An được đặt trang trọng ở đây là tác phẩm của những họa sĩ, nghệ nhân, người Nam Định đã chế tác nên. Các em có thể quan sát thấy là tượng bán thân được đúc bằng đồng với gương thể hiện cái gương mặt của Thượng tướng rất là cương nghị, mặc quân phục, thắt cà vạt, đeo hàm Thượng tướng và trên ngực thì có rất nhiều huân huy chương cao quý. Các em ạ, trong cái dịp hôm nay kỷ niệm 68 năm ngày làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022, chúng ta hãy cùng kính cẩn nghiêng mình dành một nén tâm hương cho một vị tướng lĩnh tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam, một người con ưu tú của tỉnh Ninh Bình chúng ta. Ở trên lớp thì con được học rất nhiều bài lịch sử về Điện Biên Phủ. Tuy nhiên hôm nay con đã được đến Viện Bảo tàng được nghe các cô chia sẻ về người con đã dũng cảm đứng lên chỉ huy các cuộc kháng chiến nổi tiếng ở Điện Biên Phủ giành lại độc lập cho đất nước. Đó là Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Em cảm thấy rất tự hào. Em hứa sau này sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô cha mẹ. Thượng tướng Nguyễn Hữu An là một người dũng cảm, có lòng yêu nước. Con rất tự hào quê hương Ninh Bình của mình để sinh ra một người anh hùng kiệt xuất như thế. Con sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt, noi gương Thượng tướng Nguyễn Hữu An để sau này lớn lên cống hiến cho đất nước. Trong suốt 50 năm của cuộc đời binh nghiệp, trải qua các cấp chỉ huy chiến thuật, chiến dịch trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Nguyễn Hữu An, người chỉ huy dạn dày trận mạc, có tư duy chiến thuật, chiến dịch sắc sảo, có khả năng nắm bắt đánh giá đối tượng tác chiến nhanh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tinh thần chủ động, quyết định táo bạo, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức với những quyết định chủ trương của mình. Để tỏ lòng biết ơn người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, tên của Thượng tướng Nguyễn Hữu An được chọn đặt làm tên đường tại xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình. Khi biết được tuyến đường này mang tên Thượng tướng Nguyễn Hữu An, thì đối với thế hệ cựu chiến binh của chúng tôi nói riêng và nhân dân toàn xã nói chung, hết sức là vui mừng, tự hào vì đã mang tên một vị tướng trận mạc, một vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam. Và chúng tôi nguyện
sẽ tiếp tục phát huy cái phẩm chất bộ đội của họ để cùng với Đảng bộ nhân dân xã Ninh Tiến xây dựng xã Ninh Tiến trở thành một xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới thì sẽ trở thành phường. Thượng tướng Nguyễn Hữu An, người anh hùng huyền thoại trong trận chiến Điện Biên Phủ, đã mất ngày 9 tháng 4 năm 1995, thọ 69 tuổi. Thượng tướng đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là tấm gương để giúp cho thế hệ trẻ hôm nay nuôi dưỡng khát khao về lý tưởng cao đẹp của Đảng, của cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.